Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là Lê Thị Minh Trúc, pháp danh Tịnh Hiếu. Nay con nghe Đức Phật tiên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được uy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhận đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyên dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mơ Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng hãy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Phát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát văn chỉ, lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trong nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát sinh quang. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát thanh thức của nó không định, hệ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng lành dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng nữa. Nay làm chứng nạn trễ đến kiếp sâu nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong núi theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó đời trước ông chốt đã lập nguyện, trải qua nhiều kiếp pháp thể rộng lớn độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì định tự tại vương bạch hỏi, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn được nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Từ Tại Vương Bồ Tát lắng nghe phải kêu suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà dạy bày rõ ràng, ông luôn được lân cận vô lượng vô số na do tha bất khả thuy kiếp về thời trước. Lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chi Thành Tựu Như Lai
con chân điên chí linh hạnh túc, hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn được Phật đỡ thọ sau muôn kiếp khi ngài trên xuất gia. Thời ngày làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành mười hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó còn nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để giấc dịu dân chung. Ai một ông phát miệng, tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chung ấy làm cho điều được giải thoát, không còn thừa một ông phát nguyện như tôi chẳng chút đợi những kẻ tội khổ làm cho điều đàn an vui chứng quả bồ đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật Đức Phật bảo ngài định tự tại vương bồ tát rằng ông hư phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiên chi thành tựu Như Lai. Còn ông hư phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đang vậy quan một cung mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thở qua vì thở trước có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp, trong thời mạt pháp có một vị La Hán phương đức cứu độ chúng sanh. Nhưng vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán, thọ La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thế rằng ngày thân mẫu tôi mất, tôi làm việc phương thiện để nhờ đó mà cứu với thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thái sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương liền nhập định quan sát, thời thấy hàng mẹ của Quan Mục đổ vào chốn địa ngục do khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng thân mẫu người lúc thanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đổ vào chốn địa ngục do khổ sở như thế. Quan Mục thưa rằng ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lời ca chẳng phần nhiều là hay ăn cá con và chẳng con hỏi chi hoặc nấu ra hầu mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá chẳng của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn sinh, không giả thương số chỉ vậy phải làm cách nào để cứu thân mẫu cho nhân hay số thương liền dạy phương trước ngày khuyên Quan Mục thường ngươi phải đem lòng thành kính, đem lòng chi thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vào để đắc thành tượng Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của hòa tượng Phật mà thờ cúng nàng, đại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đem đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật xếp về sáng chói như hồng núi tôn nhiên. Đức Phật phong ánh sáng mà bảo Quan Mục dần chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thái sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đôi lạnh thời liền biết nói, sau đó đưa từ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói. Chị đau buồn khóc mà nói với Quan Mục hàng nghiệp như trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chung tôi tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi. Năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói Quan Mục biết chắc là mẹ mình đang nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chứ mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ bao khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu mạng cho tôi thời kỳ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan Mục hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất hiển dầu đến trong nghìn năm cũng không vượt hết được. Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hạn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong người phương nguyên so chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện trọng lớn như vậy.
như thân mẫu sơ khởi hạnh, chúng tam đồ và hạnh hạ tiền cùng thân gái cùng kiếp, không còn họ những quả bao sâu đó nữa. Tôi đôi trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rồi từ ngày nay nhận về sau đến trong nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tâm nguyện cứu với chúng đó làm cho tất cả đều có tội trong ác đạo địa ngục, sắp sanh và ngạ quỷ vô lên những kẻ mắc phải tội bao nhiêu thế thành Phật cả rồi. Vậy sau khi mới thành bậc chánh giác, tâm nguyện phát nguyện đó xong, nguyện nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng này quan mục, nhà ngươi sẽ có lòng từ mẫn vì nào mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mạng 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thái sanh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vạn sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người, hạng người trời số đông như số cát sông hành. Đức Phật bảo ngày định tự tại vương Bồ Tát trời vị La Hán phước lành của độ quan mục thời đó, nay chính là vô tận như Bồ Tát thân mẫu của quan mục, là ngày giải thoát Bồ Tát. Còn quan mục thời là ngày địa tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa, vì trước ngày có lòng từ mẫn phát ra hành hạ xa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế, trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, những đến kẻ chẳng tin được nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lượng thiệt ác khổ, kẻ hủy bán đại thừa dụng chúng sanh có tội nghiệp như thế, chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hành thiện tri thức nguyên quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, truyền trong khoảng khởi mong có những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi bao khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể vi kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khác cùng dân cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ trong bảo, hồi người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng sự hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hay sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, là nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức khai thần rất lớn, không thể nghĩ mà nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hậu tuyên truyền luôn rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Phật cho lâu mình muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể như ai thần của Phật mà tuyên luôn rộng kinh này nơi cõi nhân phù đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tư thiên vương hỏi Phật, bây giờ bốn mươi thiên vương đồng từ chỗ này đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cũng mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con. Rõ Đức Phật bảo muôn vị thiên vương rằng hay thay nay vì muốn được lợi ích cho chúng sanh ta, vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi thiên phù đề ở xa và thế giới này, vì lòng từ mạng số thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Vâng long thiên vương bạch trường vương bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa Đức Phật bảo bốn ông thiên vương trường từ kiếp lao xa nhẫn đến ngày nay, ngày Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngày thương số chúng sanh mắc tội khổ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây gây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi nhân phù đề nơi thế giới ta bà, dùng trong những muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh này. Bốn ông thiên vương
Ngày Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại rồi sinh về thời ngày dạy dỗ quả báo vì ương vị đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày dạy dỗ quả báo nhiều con khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày dạy dỗ quả báo làm sinh xa sẽ bồ câu yêu ơi. Nếu gặp kẻ nói lời thâu ác thời ngày dạy dỗ quả báo biến thuộc cùng chúng nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê thời ngày dạy dỗ quả báo không lửa miệng lợi. Nếu gặp kẻ nóng giận thời ngày dạy dỗ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bọn xỉn thời ngày dạy dỗ quả báo cầu mưa không được tội nguyện. Nếu gặp kẻ muốn luôn săn bắn thời ngày dạy dỗ quả báo kinh hãi nhưng cùng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời ngày dạy dỗ quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thời ngày dạy dỗ quả báo cùng mê đang chết. Nếu gặp cha gã mẹ gã ăn ở độc ác thời ngày dạy dỗ quả báo thái sanh trở lại hiện đời bị roi vượt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời ngày dạy dỗ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hỷ văn tam bảo thời ngày dạy dỗ quả báo đi nít căng ngậm. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thời ngày dạy dỗ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ làm phá của thiền chủ thời ngày dạy dỗ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vua bán tăng già thời ngày dạy dỗ quả báo ở mãi trong rồi súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật thời ngày dạy dỗ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thời ngày dạy dỗ quả báo cầm thú đối khác. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổng của cải một cách phi lý thời ngày dạy dỗ quả báo tiêu dùng vô thuộc. Nếu gặp kẻ thao ta kiên mạng công cao thời ngày dạy dỗ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ thời ngày dạy dỗ quả báo không lưỡi hay chân lưỡi. Nếu gặp kẻ thà kiến mê tin thời ngày dạy dỗ quả báo thọ sanh vào trong hẻo lánh. Những chúng sanh trong cõi diêm phù đề từ nay thân khổ y tạo ác kết quả trong những môn sự bao ứng như thế này thì nội sơ lược đòi ra những nghiệp cảm sát khác của chúng sanh trong chúng như phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trong nghìn phương trước để giáo hóa đó những chúng sanh ấy phải chịu lấy các quả báo như thế sau lại đổ vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nơi chế để những nghiệp chướng đó nó làm ra họ chúng sanh. Bồ Tát Thiên Vương nghe xong rơi lệ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.